a di đà phật thưa sư phụ con muốn hỏi về niệm a di đà phật người không hiểu phật pháp họ cũng không học phật đều muốn hỏi rõ thế nào là a di đà phật ạ à. ý nghĩa của a di đà phật này rất sâu thế nên trong kinh nói rất rõ ràng vì sao bẩm mọi người phải nghe kinh a di đà phật chính là linh của mình dạ là cái gì của mình ạ à? cái linh chân thật của chính mình cái linh của chính mình không sai Chính là cái tôi chân thật Là cái tôi chân thật Đúng vậy Vậy con cũng là A-di-đà Phật Đúng rồi, không sai Một chút cũng không sai Ai ai cũng là A-di-đà Phật Chỉ là họ không nhận ra được chính mình Dạ phải, tự con không biết điều này Không nhận ra chính mình Bốn chữ A-di-đà Phật này là phản ngữ Dịch từ tiếng Phạn của Ấn Độ Chữ A là vô Nghĩa là vô Di-đà là lượng chữ Phật là giác. Hợp lại là vô lượng giác. Vô lượng giác. Vô lượng giác là gì? Là trong vũ trụ không có thứ gì mà bạn không biết. Bạn biết rõ quá khứ, vị lai, bạn biết rõ. Hiện tại biết rõ nơi này. Cả vũ trụ bao la bạn hoàn toàn biết hết. Đây gọi là A-di-đà Phật. Người đó là ai? Người đó chính là bản thân mình. Chẳng phải là người khác. Vậy thì đến thế giới cực lạc để làm gì? Để khôi phục lại bản năng của mình, để khôi phục trí huệ của mình. Du lượng trí huệ, du lượng đức năng, du lượng tướng hảo, đến bên ấy sẽ khôi phục hoàn toàn. Sau khi khôi phục rồi, bạn mới có năng lực vũ độ chúng sanh. Những người mê hoặc điên đảo kia, bạn trở lại gọi từng người một thức tỉnh, cho nên tổng danh hiệu của tất cả chư phật bồ tát gọi là a di đà phật còn tất cả chúng sanh thì sao còn tất cả chúng sanh tất cả chư phật tất cả chư phật là những người đã tỉnh giác rồi còn những người chúng ta là là còn mê hoặc là a di đà phật đang mê hoặc đúng a di đà phật bị mê hoặc đồ vật cũng vậy sao thưa sư phụ đúng vậy không một thứ gì là không phải cả mọi thứ đều như vậy nên, nên bạn, bạn hoàn toàn không có, có cách nào rời khỏi. Cởi tâm đồng niệm của bạn tất cả đều biết hết. Bạn giấu được ai nào, cả đồ vật cũng biết nữa. Cái bạn của chúng ta biết, cái ghế biết, nền nhà biết. Không có một thứ gì là không biết. Nào che giấu được ai. Sự việc này, hiện nay nhà cơ học lượng tử đã chứng minh được. Bởi vì tư tưởng của chúng ta, cái thân xác này của chúng ta, nó cũng có sống động nó là vật chất nó có chuyển động sống nếu không có chuyển động sống thì nó không còn tồn tại nó tồn tại là chuyển động sống tồn tại khi cái này chuyển động sống thì lập tức cả vũ trụ đều nhận được toàn bộ đều nhận được hết vì tốc độ kia nhanh hơn ánh sáng nhiều tốc độ kia nhanh hơn ánh sáng nhiều Ánh sáng mặt trời chiếu tới địa cầu còn phải mất tới 8 phút. Ý niệm của chúng ta vừa khởi thì cả vũ trụ đều biết. Vậy hiện nay chúng ta vừa khởi một niệm là tất cả dông nhi bị phá thai trên toàn thế giới đều ở đây. Họ đều biết cả, chẳng có ai không biết. Cho nên cả vũ trụ bao la khi bạn đã hiểu rõ ràng, sáng tỏ rồi thì ra cả vũ trụ là cùng một tệ sinh mạng. Niệm a di Đà Phật chính là quay về với bản thể chung này. Dạ, con chính là a di Đà Phật. Đúng vậy, đúng vậy thế nên trong kinh đại thừa phật dạy tâm ta chính là a di đà phật a di đà phật chính là tâm ta tâm này là chân tâm không phải là vọng tâm không phải là trái tim máu thịt kia không phải cho nên công đức của câu danh hiệu này vô cùng to lớn bạn niệm cái khác đều là niệm cục bộ niệm câu danh hiệu này là niệm toàn thể Giống như một quốc gia như vậy, tôi niệm tổng thống là niệm toàn quốc, tôi niệm tỉnh trưởng là niệm một tỉnh nào đó, tôi niệm bộ trưởng là niệm cục bộ, không phải là toàn thể. Còn A Di Đà Phật là toàn thể, bao hàm toàn bộ rồi. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật